Xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi 68TV. Và trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua về thị trường crypto và blockchain nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi 68TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của tụi mình nhé. Và trong tuần vừa qua chúng ta đã có những tin tức sau. Đầu tiên là Bitcoin vượt ngưỡng 28.000 đô, thị trường crypto chuyển xanh để chào đón October. Đầu tháng 10 năm 2023 thì sau một quý 3 sideways đầy mệt mỏi thì giá Bitcoin đã chính thức vượt mốc 28.000 đô la Mỹ. Đỉnh tạm thời của Bitcoin được ghi nhận ở mốc là 28.400, mốc giá cao nhất kể từ giữa tháng 8 khi mà có tin SpaceX bán ra 373 triệu USD Bitcoin. Ethereum thì cũng vượt ngưỡng là 1.700 đô la Mỹ và đang ghi nhận mức đỉnh tạm thời ở mốc là 1.750 đô. Nhờ sự bứt tốc của hai đồng coin dẫn đầu thì thị trường tiền mã hóa đã chuyển xanh khi mà nhiều đồng coin thì ghi nhận mức tăng hai chữ số. Biến động giá của các đồng coin top 20 ở trên CoinGecko thì Irene để cho anh em để anh em có thể theo dõi thêm. Đặc biệt thì Solana hay là Sol thì đã tạo ra nhiều bất ngờ khi mà đang là đồng coin top 100 có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua ở mức tăng khoảng gần 14%. Có vẻ như là sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì Solana đã lấy lại được niềm tin của cộng đồng và dần khôi phục sau sự sụp đổ của FTX và Alameda Research. Cộng đồng crypto thì thường nói đùa với nhau rằng tháng 10 là tháng October, tháng tăng trưởng mạnh vì nhìn trong quá khứ thì giá Bitcoin thường chuyển xanh hầu hết trong các năm vừa qua. Tuy nhiên, thị trường chưa xanh được bao lâu thì sau đó Bitcoin đã bị đạp xuống vùng 27.4 cho đến 27.5 và hiện tại ở thời điểm quay video này thì Bitcoin đang được giao dịch ở quanh mốc là 27.8 cho đến 27.9. Liệu trong tháng 10 này thị trường sẽ đi đúng như lịch sử hay sẽ có gì biến chuyển? Thông tin thứ hai là loạt ETF Ethereum Futures có những ngày đầu giao dịch yếu ớt. Tính đến 11 giờ tối ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam thì khối lượng giao dịch ETF Ethereum Futures chỉ đạt xấp xỉ là khoảng 2 triệu đô la Mỹ, tương đối ít nếu so kể với volume ETF Bitcoin Futures của ProShares tạo ra, theo nhà phân tích Eric Bartonas của Bloomberg. Chuyên gia này của Bloomberg thì cũng bày tỏ thất vọng khi so sánh với ETF Bitcoin Futures của ProShares. Ông này chia sẻ thêm như sau: khối lượng của nhóm ETF Ethereum Futures mới ra mắt thì có khối lượng giao dịch dưới 2 triệu đô la Mỹ một chút. Đây là con số giao dịch bình thường đối với một ETF mới. Tuy nhiên, nếu so với Peter từng đạt mức 200 triệu đô USD volume giao dịch trong vòng 15 phút đầu tiên thì con số 2 triệu đô là quá thấp. 9 sản phẩm quỹ vừa ra mắt được cung cấp bởi 6 nhà quản lý khác nhau và niêm yết ở trên sàn giao dịch Cboe. Trong đó thì ETF hỗn hợp Bitcoin, Ethereum của Valkyrie dẫn đầu với gần 800.000 USD giao dịch, chiếm 46% volume của 9 ETF. Xếp thứ hai là ETF Ethereum Futures của nhà VanEck với khoảng 300.000 đô la Mỹ, chiếm khoảng 18%. Kế đến là ETF của ông lớn ProShares với 3 sản phẩm riêng biệt là chiếm 31% và Bitwise là 2 sản phẩm ETF khoảng 4%. Duy nhất thì chỉ có 2 sản phẩm của nhà Kelly và Voshare thì chưa ghi nhận giao dịch nào. Vừa rồi thì chúng mình cũng đã đưa tin về khả năng xuất hiện 9 quỹ ETF Ethereum Future trong cùng ngày 2 tháng 10. Đây đồng thời cũng là lần đầu tiên mà có rất nhiều quỹ ETF đã cùng niêm yết một loại tài sản cùng lúc. Ngoài ra thì riêng VanEck cũng đã cam kết trích ra 10% lợi nhuận từ giao dịch quỹ EFUT để gửi đến nhóm phát triển quan trọng của Ethereum là Protocol Guild trong 10 năm tới. Mặt khác thì SEC mới đây đã quyết định trì hoãn cả 8 đề xuất ETF Bitcoin Spot từ BlackRock, Valkyrie, Invesco, Bitwise, Fidelity, WisdomTree, VanEck và ARK Invest. Động thái này thì tiếp tục phản ánh lập trường khắt khe của Ủy ban Chứng khoán Mỹ với loạt hình thức là ETF Spot dù đã thả cửa rất nhiều cho ETF dạng Futures. SEC trước giờ thì luôn mặc định thị trường Spot chứa đầy âm mưu gian lận và thao túng. Cũng trong tối ngày 2 tháng 10 thì Grayscale đã đệ đơn lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ với đề nghị là chuyển đổi quỹ Grayscale ETF Trust tức là ETHE thành một ETF Ethereum Spot. Tin chính tiếp theo trong ngày đó là những thông tin về phiên tòa xét xử của Sam Bankman-Fried những ngày đầu tiên. Như đã được thông báo từ trước thì mới đây phiên tòa xét xử cựu CEO của FTX là Sam Bankman-Fried với 7 cáo buộc về gian lận và lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX thì đã bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 theo giờ Mỹ. Và sau đây thì Irene sẽ tóm tắt những ngày xét xử đầu tiên của phiên tòa này. Về ngày xét xử đầu tiên mùng 3 tháng 10,
Trong ngày xét xử này thì tòa án đã dành toàn bộ thời gian để chọn ra bồi thẩm đoàn phục vụ cho quá trình xét xử. Tuy nhiên, Sam Bankman-Fried vẫn xuất hiện ở phiên tòa này với một bộ dạng mới, tóc ngắn hơn so với biệt danh Sam Sun từng được mọi người biết đến. Ở đây thì Sam Bankman-Fried đã được tòa cho phép sử dụng laptop không có kết nối internet để có thể ghi chú. Và đó là toàn bộ diễn biến của ngày đầu tiên. Sang đến ngày xét xử thứ hai thì cả phía công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ và luật sư biện hộ cho Sam Bankman-Fried thì đã có bài phát biểu khai màn phiên tòa. Sau đó thì đã chất vấn những nhân chứng đầu tiên. Lời mở đầu của công tố viên, Irene sẽ tóm tắt lại một số ý chính cho anh em như sau. Đầu tiên là về lời mở màn của công tố viên. Công tố viên của phiên tòa này thì có tên là Tên Ren, khởi tố Sam Bankman-Fried, CEO của FTX, cáo buộc ông đã tạo ra một màn kịch lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho người dùng của sàn giao dịch FTX. Các cáo trạng mà công tố viên đưa ra như sau. Đầu tiên là lừa đảo tài chính. Bankman-Fried đã sử dụng tiền của người dùng để chi tiêu cá nhân và để quỹ Alameda Research tiếp cận tiền của khách hàng FTX, sau đó nói dối về sự tách biệt giữa hai tổ chức này. Thứ hai là báo cáo tài chính giả mạo. Công tố viên thì đã cáo buộc Sam Bankman-Fried đã làm giả báo cáo tài chính để thu hút vốn, không cho nhà đầu tư tham gia vào quản trị của FTX và giữ mọi hoạt động của sàn trong bí mật. Kế đến là về cách thức lừa đảo của Sam Bankman-Fried. Đầu tiên là chuyển tiền. FTX thì không có tài khoản ngân hàng nên Sam Bankman-Fried đã chuyển tiền từ FTX sang tài khoản của Alameda Research và không theo dõi số tiền trong đó. Thứ hai là ông này đã dùng cửa hậu. Ở đây thì công tố viên đã cho rằng Alameda Research có cách để rút tiền mã hóa của người dùng ở trên FTX, dẫn đến việc là thâm hụt tài sản fiat và rút tiền crypto, tạo ra lỗ hổng tài chính lên đến hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Và cuối cùng thì công tố viên đã cáo buộc Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền cho rất nhiều mục đích cá nhân khác nhau mà không nhằm mục đích kinh doanh. Ví dụ như là Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền của FTX cho mục đích cá nhân hay là quỹ từ thiện do em trai ông quản lý. Quỹ thì được sử dụng để quảng bá hình ảnh của FTX và để quyên góp cho chính trị. Sau đó vụ lừa đảo này đã bị phanh phui khi mà bảng cân đối kế toán của Alameda Research bị rò rỉ, phơi bày các hành động gian lận của Sam Bankman-Fried dẫn đến sụp đổ của FTX và Alameda Research chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ở phía đối lập thì luật sư biện hộ của Sam Bankman-Fried, ông Mark Cohen từ hãng luật Cohen và Grazer đã biện hộ cho Bankman-Fried như sau. Luật sư thì cho rằng Sam không lấy cắp tiền của người khác và cho rằng việc vay tiền từ Alameda Research là hợp pháp. FTX và Alameda Research phát triển nhanh, không có đủ nhân sự quản lý rủi ro, dẫn đến việc là không theo dõi được tình hình tài chính toàn cảnh của hai công ty này. Để phản biện lại luật sư của Sam Bankman-Fried thì phía công tố đã đưa ra những bằng chứng, đó chính là hành vi của Sam Bankman-Fried thì đã bị Caroline Ellison, Gary Wang, Nick Sansai là các quản lý và nhân viên cũ chứng minh là lừa đảo và họ thì đã nhận tội trước Bộ Tư pháp Mỹ. Còn ở phía luật sư biện hộ thì ông đưa ra một kết luận Sam Bankman-Fried không có tội vì ông không biết những điều trên. Sau những phiên tòa kể trên thì chúng ta có thể rút ra một số kết luận như sau. Đầu tiên thì có thể thấy là trong khi phía công tố viên thì đã trình ra được những cáo buộc đanh thép chống lại Sam Bankman-Fried dựa trên những gì đã xảy ra đối với FTX và Alameda Research thì phía luật sư biện luận cho vị cựu CEO thì lại lập luận theo hướng là Sam Bankman-Fried đã làm tốt nhất những gì có thể trong khả năng, phủ nhận hành vi lừa đảo và chuyển dần tội lỗi cho năng lực quản lý yếu kém của CEO Alameda Research là Caroline Ellison. Kế đến thì chúng ta hãy cùng đến với lời khai của những nhân chứng. Nhân chứng thứ nhất là Mark Anthony Julliard. Mark Anthony Julliard thì là một nhà đầu tư cá nhân ở trên FTX. Anh ta thì biết đến FTX thông qua giới thiệu từ bạn bè và các chiến dịch quảng cáo của FTX tại các sự kiện lớn như là đội đua công thức 1 của Mercedes AMG và Super Bowl 2022. Julliard thì sử dụng ứng dụng FTX hàng ngày để đầu tư tiền mã hóa, chủ yếu là Bitcoin và Dogecoin. Là một người dùng nhưng anh lại không biết rằng FTX có thể sử dụng tài sản của người dùng để cho người khác vay. Khi mà FTX sụp đổ thì Julliard đã thử rút tiền nhưng giao dịch của anh không được xử lý và hiện tại anh vẫn chưa nhận lại được 4 Bitcoin mà anh đang có ở trên sàn. Nhân chứng thứ hai là Adam Jedidiah. Adam Jedidiah thì là bạn đại học của Sam Bankman-Fried tại MIT, sau đó thì là đồng nghiệp tại Alameda Research và FTX. Theo lời khai của anh này thì anh ta cũng không biết về việc Alameda Research vay tiền từ FTX nhưng xác nhận rằng Sam Bankman-Fried đã chi 35 triệu đô để mua một căn biệt thự hạng sang tại Bahamas, nơi đặt trụ sở của FTX. Sam Bankman-Fried, Jedidiah và 8 thân tín quan trọng khác của ông đã sống chung tại căn hộ này.
JTTA thì mô tả cách FTX sử dụng chương trình máy tính để ghi nhận số tiền nợ tương ứng vào tài sản của Alameda Resort ở trên FTX mỗi khi có tiền nạp vào tài khoản ngân hàng của Alameda. Đội ngũ của FTX thì đã phát hiện chương trình này có một số lỗi không làm giảm nợ của Alameda ở trên FTX khi mà người dùng rút tiền fiat khỏi sàn. Lỗi này thì được phát hiện khi mà chênh lệch nợ đã lên đến con số là 500 triệu đô. Thế nhưng thì JTTA chỉ cho biết rằng chỉ có một số rất ít quản lý cấp cao của FTX và Alameda Resort biết về lỗ hổng này, bao gồm là Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang và Nissa Sai. JTTA thì tin tưởng Sam Bankman-Fried và FTX cho đến khi biết về việc là Alameda Resort sử dụng tiền của khách hàng FTX để trả nợ, khiến cho anh ta quyết định là từ chức và lên án FTX là đã lừa đảo khách hàng của mình. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cả hai nhân chứng trên đều không biết về việc Alameda Resort vay tiền từ FTX. Tuy nhiên thì Juliet đã gặp vấn đề khi mà rút tiền và chưa nhận lại được số Bitcoin của mình. Còn JDDA thì chỉ xác nhận việc chi tiêu lớn của Sam Bankman-Fried cho biệt thự của mình tại Bahamas. Kế đến là nhân chứng thứ ba là Matt Huang. Matt Huang, nhà sáng lập và quản lý của Paradigm, một quỹ đầu tư nổi tiếng ở trong ngành crypto. Paradigm thì đã tham gia vào vòng gọi vốn 900 triệu đô của FTX trong vòng Series B vào tháng 7 năm 2021. Và sau sự sụp đổ của FTX thì Paradigm đã ghi nhận giá trị đầu tư này về mức bằng 0, tức là chấp nhận đã mất trắng tài sản. Ông Huang thì đã biết đến FTX từ năm 2019 và tham gia vào việc đàm phán đầu tư cho FTX từ năm 2020. Tại thời điểm đó thì Paradigm đã lên tiếng về quan ngại về mối quan hệ giữa FTX và Alameda có thể tạo lợi thế giao dịch cho Alameda. Huang thì đã lên tiếng chỉ trích việc không được thông tin rõ về việc Alameda Resort sở hữu tài khoản được miễn trừ thanh lý ở trên FTX. Khi được hỏi rằng nếu biết FTX sử dụng tiền gửi của khách hàng sai mục đích, Huang nói là sẽ vô cùng lo ngại và từ chối đầu tư vào sàn. Huang cũng đã đánh dấu khoản đầu tư của FTX ở trên bảng cân đối kế toán của Paradigm về mức bằng 0, nhưng giá trị thực tế giảm còn khoảng 278 triệu đô. Khi được hỏi về việc là không có ghế ở trong hội đồng quản trị của FTX, mặc dù đã đầu tư rất nhiều tiền, Huang nói là đã thảo luận với Sam Bankman-Fried về chuyện này. Thế nhưng Bankman-Fried vẫn giữ quan điểm độc lập của mình, buộc Paradigm phải chấp nhận điều kiện của FTX là không có ghế trong hội đồng quản trị. Tiếp theo là nhân chứng thứ tư là Gary Wang, đồng sáng lập Alameda Research và là giám đốc công nghệ CTO của FTX. Wang thì thường giữ thái độ kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông hay là nội bộ của FTX. Trong phiên tòa thì Wang đã thừa nhận rằng anh và các đồng sự bao gồm là Sam Bankman-Fried thì đã thực hiện các hành vi phạm tội, bao gồm việc cho phép Alameda rút tiền không giới hạn khỏi FTX. Alameda thì cũng đã nhận được các đặc quyền đặc biệt ở trên FTX, bao gồm việc là ưu tiên xử lý lệnh và duy trì tài khoản âm tiền. Wang thì kể về ngày đầu tiên ở Alameda Research, quỹ thì được đặt tên theo thành phố Alameda, California, nơi anh và Sam Bankman-Fried đã lập quỹ. Alameda Research có tên là để dễ dàng một tài khoản ngân hàng. Tại Alameda thì Wang đã nhận được 10% cổ phần, trong khi Sam Bankman-Fried thì giữ 90%. Khi mà FTX được thành lập thì Wang nhận được 17% cổ phần trên sàn. Gary Wang thì chỉ đảm nhận công việc là lập trình và báo cáo trực tiếp cho Sam Bankman-Fried. Mọi thông tin thì đều được quyết định và thông qua bởi Sam Bankman-Fried. Sau đó thì phiên tòa đã được hoãn đến ngày tiếp theo để Wang có thể tiếp tục làm chứng và đối mặt với những câu hỏi từ cả công tố viên và luật sư bào chữa của Sam Bankman-Fried. Các phiên xét xử tiếp theo thì dự kiến sẽ luôn được mở trong những ngày tới và phía công tố viên thì sẽ tiếp tục phơi bày các hành vi phạm tội cũng như là sai phạm của FTX và Alameda Research ở trong vụ án này. Coin68 TV thì sẽ lên những video chi tiết hơn về vụ sụp đổ của FTX cũng như là những phiên tòa xoay quanh vụ án cực kỳ lớn này. Vì vậy cho nên là anh em hãy chú ý đón xem nhé. Sau đây sẽ là những tin ván trong tuần. Đầu tiên là tòa án bác đơn kháng cáo của SEC trong vụ kiện Ripple. Vừa qua thì tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của SEC trong vụ kiện Ripple. Theo phán quyết mới nhất vào ngày 3 tháng 10 thì chủ tọa phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC với công ty Ripple đã bác bỏ đơn kháng nghị của SEC. Vào tháng 7 năm 2023, tòa án đã đưa ra phán quyết rằng đồng XRP chỉ có thể được xem là chứng khoán trong các giao dịch bán trực tiếp cho các quỹ đầu tư hoặc là bên thứ ba. Nếu XRP được bán thông qua sổ lệnh của một sàn giao dịch thì nó không đủ yếu tố có thể xem là chứng khoán.
Mặc dù vậy thì đây vẫn chưa phải là thất bại hoàn toàn dành cho SEC. Ủy ban chứng khoán Mỹ và Ripple thì vẫn tiếp tục có những phiên tòa khác vào tháng 4 năm 2024 để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Giá của XRP thì đã tăng gần 8% sau khi có tin là SEC kháng cáo không thành công trước khi bị điều chỉnh lại về vùng giá cũ. Thông tin tiếp theo là Big Cap Galaxy bị tấn công front-end. Ở trên trang X của mình thì Galaxy đã thông báo website của dự án đã không còn hoạt động và đội ngũ thì đang làm việc để xử lý các vấn đề. Dự án thì cũng khuyến cáo người dùng không kết nối ví với nền tảng trong giai đoạn này. Theo PeckShield thì nhiều khả năng front-end của dự án đã bị tấn công. Front-end attack thì là hình thức tấn công mà theo đó thì hacker sẽ cài mã độc vào giao diện website của dự án, lừa người truy cập nhấn vào liên kết độc hại để từ đó rút tiền. Ở thời điểm thực hiện video này thì hacker đã rút được hơn 100.000 đô la Mỹ tiền của người dùng ở trên Galaxy. Việc Galaxy gặp vấn đề kỹ thuật của sản phẩm thì cũng đã ảnh hưởng khá lớn đến nhiều người dùng, đặc biệt là khi các task hay là nhiệm vụ ở trên nền tảng của sản phẩm thì được rất nhiều người dùng lựa chọn để tham gia săn retroactive ở trên các hệ sinh thái. Sau vụ việc trên thì giá token GAL đã giảm nhẹ khoảng 2,28% về mốc là 1,14 đô la Mỹ. Và cuối cùng là tin vắn về chuyện Satoshi trở lại trên X hay là Twitter. Rạng sáng ngày 3 tháng 10 thì cộng đồng đầu tư crypto ở trên X đã lan truyền một bài đăng của tài khoản Satoshi với tên là Satoshi Nakamoto, trùng với tên nhà sáng lập ẩn danh đã biến mất từ lâu của Bitcoin. Đây là bài đăng đầu tiên của tài khoản Satoshi kể từ 31 tháng 10 năm 2018, kỷ niệm dấu mốc 10 năm ngày white paper của Bitcoin được đăng tải. Hiện nay thì vẫn chưa rõ ẩn ý của Satoshi cho phát ngôn mới nhất là gì hay về những khía cạnh mà tài khoản này tuyên bố là muốn khám phá. Tuy nhiên, cộng đồng crypto thì không chắc chắn về tính chân thực của tài khoản này. Đã có những đề xuất rằng việc này có thể liên quan đến Far Cry, người tự nhận là Satoshi nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục. Cộng đồng thì cũng lo lắng về khả năng đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo mới. Đồng thời thì bài viết cũng đề cập đến các tiến triển của mạng lưới Bitcoin như là Bitcoin Ordinal và các dự án như là RGB Protocol hay là SpiderChain. Các thông tin này thì đều chưa được xác nhận và vẫn còn nhiều nghi vấn từ cộng đồng crypto. Vào rạng sáng ngày 4 tháng 10 thì tài khoản Satoshi lại đăng lại bài viết mới nói về sự kiện halving sắp tới của Bitcoin vào năm 2024, năm tuổi rồng. Nhiều người thì đã nhanh chóng chỉ ra hình ảnh rồng có thể liên tưởng đến Bitcoin SV, một dự án fork ra từ Bitcoin của Clark Wright, từng bị sàn Binance delist trước đó. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những thông tin quan trọng trong số tiếp theo của series tuần qua có gì. Anh em nghĩ sao về những tin tức này? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!